rất là sợ. Ngoài đẹp giúp rồi, ừ cảm ơn. Ê, ủa em có đi làm đẹp đây hả? Dạ em mới làm anh. Ủa anh Hà làm đi lâu chưa anh Hà? Được rồi, mấy tháng rồi, từ trước Tết lận. Trời ơi, hèn chi anh đẹp quá, càng ngày càng đẹp luôn á, như 16 tuổi anh Hà. Mày đừng có anh nổi đấy. Mệt. Ủa em là MC đúng không? Đúng rồi anh. Ê, tên gì của anh mẹ? Em là Hồng Phúc anh Hà, Dương Hồng Phúc. Trời ơi, mày vô quỷ. Lại đi chào khán giả ngoài kìa. Trời ơi, dạ chào 500.000 khán giả đang theo dõi trên kênh Facebook fanpage của anh Vũ Hà. Mày nổ có phải là 100 người à? Con xin lỗi ngoại, chào Nguyễn Mỹ Hiếu nha. Chào Trang Thanh, Thanh Trang. Hâm mộ ngoại gì ngoại trẻ đẹp hát vui vẻ để ngoại hát cho mọi người em bà đi kìa ngoại. Mày điên à, trời ơi, thẩm mỹ viện ta vô ngoài hát ầm lên cho nó đánh chết. Mọi người không có được gặp ngoại đâu Phúc, gặp ngoại ngoài đời là ngoại rất là trẻ đẹp luôn mọi người. Mà thơm lắm mọi người, đứng mà ở ngoài cửa luôn, ngoài đường Trần Hưng Đạo bên phòng cháy chữa cháy mà ngoại thơm qua bên đó luôn mấy chú. Phòng cháy cháy không ngủ được mọi người. Hèn chi thấy mấy anh với chúng anh tới lui hoài. Ngoại đừng đẹp hơn, trời ơi coi như là mà đứng về bên Đàm Vĩnh Hưng đó. Nhà DVH Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng là nhất. Nhà Đàm Vĩnh Hưng là đẹp kinh khủng. Đẹp lắm luôn ý. Đẹp mà em không dám dằn luôn đấy. Mà đẹp hết đi. Chào Ni Phương. Chào Ni Phương. Chào Ni Phương nha. Chào Trang Phục nè. Trời, số người tăng lên dần dần. Ừ, trời ơi, em trời ơi, ta nói là người ta đã tăng lên liền luôn. Ủa, kìa. Em mới tới đây em làm đẹp, anh làm đẹp đi lâu rồi đó, anh làm đẹp gì đấy anh hả? Được, anh làm da. Dạ, anh hả? Với hôm bữa hôm cái bánh chưng nhiều quá. Chích cho nó thon bớt lại, ừ. Mà này V-Line luôn đó, mặt anh Hà là mịn, nó không có một cái lỗ chân lông, mọi người rất là đẹp luôn. Đặt ở đây là mình ăn nhiều quá, mình đã thanh lọc da sao nó đỡ nhiều lắm. Sáng giờ có ai cho mọi ăn gì chưa kìa? Rồi ăn cơm rồi. Nhờ con cháu mua cho khốn nạn lắm. Không bao giờ nó cho ngoại ăn gì cả. Suốt ngày anh đang cái xa tớp mà cả đời không đứa nào cho ăn ngoại gì. Từ sáng thì không đứa nào cho ngoại ăn. Mà có một đứa nào, à nó có chứ nó cho ăn. Mà nó gửi hình không? Con cháu khốn nạn lắm. Ngoại ghim là nó không bao giờ nó mua quà, nó hay nó mua cái đồ ăn, nó gửi nó mang về lại nhà ngoài, mà nó toàn gửi hình, nó giống như tao chết rồi ấy. Nó toàn cúng thôi, cúng hình ảnh thôi, hửi hửi thôi là được. Chào chị Hương Đàm, Hương Đàm, Hương Đông hay gì đó. Ok, khi nào lăn về Việt Nam, alo you ok. Về Việt Nam, alo. Alo. Em à, nhớ anh không? Nhớ à. Rồi cái bài đó giờ là mấy chục triệu view anh ha, bài đó là lâu lắm lâu rồi đó. Đúng rồi. Hit luôn á, bài nào mà ngoại Hà hát là viết luôn mọi người ơi. À con đang nghỉ trưa, con thấy ngoài này con ập vô liền. Xe supply chim ra, xe để cho mọi người nhào vô chứ. Ngoại rớt cục kẹo đó mọi người. Ngoại bị rớt cục kẹo. Ngoài đeo mắt kính, ai cũng đeo mắt kính của ngoại đẹp quá kìa. Ngoại đanh đá dễ thương trời ơi. Ngoại hiền thô à, ngoại cái mồm ngoại vậy thôi. Chứ thật sự là ngoại yêu các con lắm luôn ý. Muốn mua gì không mua về cho. Trời ơi. Mẹ hứa nha Lan. Mẹ hứa thì mua đồ cho tao nha. Mày chuẩn bị về thì mày nói liền nghe chưa. Ủa em vô đây làm gì? Em vô đây bắt chước anh em làm da, tại em bị cái quần thâm mắt này. Cái quần thâm cái này dễ mà. Với lại bị em bị rổ, sẽ bị mụn mất xong nó rổ. Rồi bây giờ làm cho nó nhỏ cái cái là em phải đi nhiều à? Nhiều lần đúng không? Ừ. Anh là đi bao nhiêu lần tất cả? Tuần đi 2 ngày 3 ngày em ạ. Wow, là coi như anh ăn ngủ bên đây luôn rồi. Không có đâu. 45 phút tiếng là xong rồi, anh làm công việc nhiều mà. Mọi người ơi, trên đây có một cái tầng riêng, một cái phòng riêng của ngoại Vũ Hà. Lát nữa cho mọi người coi phòng như phòng VIP luôn, riêng cho ngoại Vũ Hà ở đây thôi. Mày làm quá. Môi của ngoại có làm không kìa? Khóc trời đất ơi, cái môi em mà làm thì mọi người làm sao mọi người chịu nổi cái môi của em. Đấy là ngoại chưa làm môi nha mọi người. Cứ tưởng tượng đi, mà ngoại mà chích hai cái môi về rất thề lề như thế này thôi thì ai chịu cho nổi. Thế là em qua em giảm cân. Em nghe nói anh giảm cân nó cũng hiệu quả đấy. Ừ đúng rồi. Đúng không? Giảm cân. Nhưng mà là ngoài những cái phương pháp ở đây mình có phải uống hay là mình có gì đâu, anh có thêm gì để mà nó có mà. Ở đây trời ơi, ở đây có cái loại thuốc mà cần cân giỏi hay lắm luôn á. Anh mới lấy 2 hộp kìa. 2 hộp đúng không? Ừ. Mà giá ưu đãi giảm không anh? Có. Nghĩ ra đi để giảm giá luôn á. Vậy là lấy hashtag ngoài Vũ Hà được giảm giá kịch sàn nha mọi người.
Vậy luôn đó hả? Dạ. Cái này cho xem môi gần hơn xíu. Phát ra nó cho xem môi gần hơn xíu. Xem anh rồi, xem anh đó. Phúc làm mà chị thăm môi chứ, phải nói rõ đi. À. Nè, môi ngoài tự nhiên thì Phúc là Phúc bị hút thuốc lá mọi người, cho Phúc làm cái thử thăm môi á. Ở đây nè, thì nó hồng. Cho các thử hình mua trước khi làm sao như bây giờ. Ủa, em có làm môi nữa hả? Nó làm môi, môi đây, đây luôn. Trời đất ơi, nó thăm này, thuốc đó, nó thăm đen. Mọi người nhìn nè, MC Hoàng Phúc, Hồng Phúc, MC Hoàng Phúc trước và sau khi xăm môi, trước và sau khi khử thăm môi. Cái mặt nó là trời đất ơi. Ủa nhưng mà em thắc mắc là anh cũng hút thuốc lá mà sao môi nó bị thâm lên hả? Ôi ơi, nó đẹp tự nhiên vậy luôn hả? Tại vì cái tùy cơ địa. Có nghĩa là mọi người ơi, khi mà mọi người đây 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 để em tâm ép. Ở đây có khử thâm môi. Khi mà mọi người mà hút thuốc nhiều quá hoặc là cái cơ địa của mình mọi người bị thâm á thì ở đây có làm luôn nha. Ê, đây có giảm giá không? Giảm luôn hả? Đồng bát ngoài Vũ Hà được giảm bao nhiêu phần trăm hay bao nhiêu chị nói cụ thể bây giờ cụ thể đi thôi, bên Phan Anh Hà rất là đông nè. 20 thì anh xin cho 20 đi. 20% à? Rồi. Nhưng mà giảm bao nhiêu phần trăm nhưng mà thử thăm môi là nhiêu tiền mình nói luôn mẹ cho rồi đi. Nó có hai lần, như bữa nó là 3 triệu là 6 triệu. Tại sao? À, kính thưa quý vị, hôm nay ở đây nó có giảm giá được 20% lại mới xin. À, có làm cái này nữa là đây, thử thăm môi nha mọi người, trước và sau 30 phút và sau. Đây. Sai trong đời. Cho lên. Không đau nha mọi người. Không đau, em làm không đau. Không có đau. Nó cái gì nó bao lâu, bao lâu. Làm như cái chưa cái... được khoảng 20 mấy phút mà anh lên xong cái môi nó hồng lên luôn. À, có nghĩa là hai hai người đẹp chưa? À, có nghĩa là hả, mình làm của nó tầm khoảng trong một tiếng đổ về. Tại đúng rồi. Còn phải đặt thuốc tê, ờ đó. Nhưng thì... mà có người là xong luôn á nè, sau khi thử xong rồi họ xong luôn là còn đẹp nữa. À. Mình đàn ông thì vậy được rồi. Thử thăm môi như vậy là có cái giá là mọi người ơi có hai giá, giá 3 triệu và giá 6 triệu. Thì hôm nay giảm 20% cho khách hàng nào comment và share cái livestream này đến tại địa chỉ 373 đường Trần Hưng Đạo. Phường Cầu Kho quận 1. Phường Cầu Kho quận 1. Em thấy là chắc hẳn luôn, em nhỏ tuổi hơn anh mà người em đã bị nè cổ nhăn nheo gân gú anh Hà là thấy phẳng lì luôn, được ngầu chưa? Là anh vẫn chăm sóc rất là tốt. À, đúng rồi, tại vì như thế này mọi người muốn cho mình trẻ trước khi ngủ, khi nằm ngủ đó một điều rất là quan trọng. Ngủ, em ngủ sao? Em lăn lộn tùm lum, buồn sắp ngủ cửa. Sao lại ngồi đâu ngủ được á? Tại vì em bị thiếu ngủ á. Ý anh Hà ngủ sao? Mà anh phải ngủ sao cho nó đẹp? Anh kê gối cao và cái mặt của anh khi mà nằm nghiêng như thế này thì không bao giờ cái mặt anh ốp được cái gối, cái má anh không bao giờ ốp được cái gối. Và đứng nằm nó cũng có cái khoảng cách. Như thế này nè. Nghiêng hơn hả? Cho nó khi mà nghiêng hở và thì bạn anh cái gối bao giờ lúc trước này thì cái gối nó đang cao rồi. Nghiêng nghiêng về thôi. Và ngủ là cái mặt của mình không bao giờ bị đè. Ngủ đây nghĩ đi. Một ngày nó đè thì nó bẹp. Mà cả cuộc đời nó đè đè thì nghĩ thế nào? Nó bẹp luôn. Đấy, hiểu không? Ngày xưa mình còn trẻ thì cái cơ địa cái da mình đành hồi tốt thì sáng ngủ dậy nó hết. Còn bây giờ già đi ha. Cho nên cái da không nhăn luôn anh Hà. Đúng rồi. Không ấy luôn mà nhìn coi như là Phúc là nhìn còn già hơn á. Nó kiểu ghê thiệt. Có nhiều màu lắm nha bạn, có nhiều màu để bạn thử thăm lắm. Ở đây bạn nói cái nhân viên ở đây, kỹ thuật viên ở đây rất là chuyên nghiệp để thử thăm. Có mọi người cứ inbox vào đường link kim. Nếu mà bà các bạn nào mà có một cái cơ địa xấu và muốn có một cái môi hồng giống như bạn này, ngoại thì chưa làm, còn bạn này nè. Trước và sau. Ê cái đàn anh có ai đấy? Đây. Ôi chào em sorry em vô đang anh Hà đang live stream trên cái fanpage của anh Hà vô. Chà, em chào mọi người đi. Ủa đi đâu vậy? Em đi tái khám mắt sau khi làm rồi. Ủa em làm rồi hả? Dạ em làm rồi. Làm mắt mũi luôn hả? Dạ em đến tái khám. Tự nhiên không biết luôn. Lên to lên coi. Em đến tái khám. Cái hình cũ em có, hình cũ em còn không? Hình cũ mà chết đi chưa làm á. Ủa cái mắt em làm rồi mà cái mũi làm tự nhiên rồi luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa, xin chào mọi người coi. Đẹp quá mọi người. Trời đất ơi. Em tên gì em bé? Dạ em tên Ngọc Bích. À, Ngọc Bích. À. Hình của em trước khi là đâu nhìn nhiều nè. Nhìn nghiêng cho các bác. Đẹp quá em ơi. Ủa, tự nhiên ha. Là các bác sĩ ở đây làm đúng không bác sĩ? Dạ, ở đây anh Vương làm luôn nè. Bác sĩ ở đây làm. Để coi, để anh coi cho mọi người nhìn kìa. Đẹp quá ngoại ơi. Ồ, mọi người khen quá chừng. Có nghĩa là biết sao không? Tự nhiên á, cái quan trọng là gì, cái lỗ mũi làm mà anh không biết, anh đang biết là không em có lồ nó đâu. Nó không có lồ gì hết trơn á. Nhưng mà sao nó không sưng vậy á? Bạn làm lâu chứ, em làm lâu chứ? Em mới chắc chỉ đây.
Vâng, các chị hả? Môi là... Ủa, cái mắt em làm gì? Mắt em là cắt mí vi điểm. Đến mỹ vi điểm à, nên em nhắm mắt ra. Mấy bạn là tự xin không có đẹp đâu. Ôi không, ôi mà em mở mắt em nhìn lên coi. Ôi ôi nhấn mỹ vi điểm luôn. Cắt mắt bao nhiêu vậy Hà ơi? Có tùy giá là nơi là cứ inbox cho có đường link ấy, có cái đường link ấy mình vô đó. Ê coi đâu cái mắt của trước em đâu. Trời ơi. Trời ơi, mọi người ơi, con bé này, con bé ngày xưa. Bạn cười hết thầy cười, tao quên, bạn cười hết tao quên. Xin thầy coi xếp ở đây, trời ơi. Con bé này có duyên ghê, con bé này thầy công nhận rồi. Em dễ thương ghê, tự nhiên em đút cái mặt vào đây. Đó, trời đất ơi, thấy không, mọi người thấy hai hai. Nhỏ xíu à. Mũi nữa, cái mũi chặt lét. Cái mũi này, mọi người nhìn thấy cái mũi chặt lét là bây giờ cái mũi bé xinh không? Ngoại này lớn nhé quá, tao quê ngoại vậy. Trời đất ơi. Em ngoại không có cố tình cho em mà chỉ cười theo một kiểu tự nhiên. Mọi người chia sẻ đi, giúp nhiều người làm đẹp cho mọi người chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giùm em cái livestream đi cho mọi người. Ai muốn làm mắt, ai muốn làm môi, ai muốn làm mũi thì lại đây. Có combo đi Phúc, có combo dẫn giá rẻ kìa Phúc. Trời ơi, không tin luôn đó mọi người. Em phải công nhận nha, cái mắt của bé này hồi xưa nó giống như là mấy ok chào kia cắt kia cắt vô mí lót à, mí lót hôm nay giờ làm đẹp ghê á, đúng không? À cắt mí vi điểm bây giờ nó không có thấy hẹo không? Bạn đẹp rất trời, bạn đẹp rất tự nhiên đó. Rồi sau khi làm này ở gia đình em ra đi nào, cuộc sống em nó có lên hương không? Thì, bắt đầu mẹ em cản. Ê lớn lớn đi cho nói cho ngoài nghe không mà nói cho tao nghe. Bắt đầu là mẹ không cho làm. À. Mà sau khi làm xong á thì sau khi mà tháo nẹp xong mũi em đẹp á. À. Thì mẹ em bắt đầu ok là thôi mình muốn làm mình làm. À cũng bây giờ đâu giờ mà làm nữa, bây giờ còn một cái điều mà ngoại muốn làm con làm này. Chặt hai cái chân kéo dài để đi thi người mẫu. Ở đâu mà thu gọn có VV nguyên ơi có hết á, nếu mà các bạn là muốn làm thì mọi người cứ inbox vô cái mà ngoại đăng ký á, cái thằng bí cái đường link đó cắt bí giá mấy bên ngoài từ tám triệu có nghĩa là rẻ nhất là 8 triệu. Có cái combo này được giảm 20%, hôm nay được giảm 20%, quá rẻ. 20% là nhiêu, 8 triệu là chịu sao, trời ơi. Nếu mà tại vì cái mắt của các bạn nó có tùy loại lắm, có những người 8, 10, 12 tại vì tùy theo cái cặp mắt của mình, tại vì người ta sẽ nói giá. Tại vì có nhiều cái cặp mắt, ví dụ như em này thì 8 triệu, tại vì biết cái da nó ít và người ta nhấn nó ít dễ làm thì là 8 triệu, mà giảm 20% thì giờ còn có nhiều 64, quá rẻ luôn đó. Còn chia sẻ nhiều lắm, mình lớn tuổi rồi, da mình nó trùng tin sư khải, cắt trên cắt dưới làm tùm lum ở trên, trúng nhéo kéo cắt đó phải mắc tiền đó. Cánh mũi bao nhiêu ngoài ơi? Cánh mũi là cái mũi rẻ lắm, cái mũi có 8 triệu à. Hai mũi chứ mà là mũi cánh, là cái gọi cánh đúng không? Cánh mũi 8 triệu. Mà giảm 20% nữa, mà giảm 20% nữa thì bốn đầu ấy. Chia sẻ giúp ngoài nữa nghe coi được, chia sẻ giúp cho nhiều là còn có 6 triệu mấy thôi. Đó, cho nên còn có 6 triệu mấy cho nên mà chỉ hôm nay nha mọi người, chỉ hôm nay thôi nha. Cái livestream đã được giảm 20%. Comment vô để. Rồi sao nó quên đang hỏi hoài à. Chỉ đang hỏi bé này nè, mọi người thấy cô bé này đó hồi trước. Thế còn cái hình nào khác nữa. Ngày trước cô bé ấy không chưa làm rất là tự tin đúng không? À khi mà gọi mọi người kìa. Bây giờ sao gọi? Ủa, ở đây có wifi không ta? Có wifi lớn lắm. Anh Tương đi nha. Mấy bạn bên ngoài á. Đang có. Anh đang có wifi của anh đang chạy bằng wifi. Vậy tắt cái này. Đúng rồi. Tắt cái wifi này. Không, tôi đang chạy bằng có không có? Vẫn chạy mà đang chạy bằng wifi. Rồi ok. Chỗ này ngoại quảng cáo hy vọng sẽ ok. Quá ok, 130 năm. Không có quảng cáo đâu. Tôi nghe tôi thấy đẹp, tôi vừa nên tôi nói vậy. Tôi không muốn làm. Trời ơi. Tóm lại là mọi người ơi, mọi người à, địa điểm làm đẹp có những sao vị đó mọi người. Địa điểm đặt dấu chân chim nhiều, xin tư vấn giá. Quá dễ. Quá dễ luôn. Chân là quần ngoại làm đó, chân chim đó, quá dễ.
Rồi ok, bây thì yêu cầu bà chủ ra đây. Không phải bà chủ bà sẽ coi những cái đọc những cái comment và vô nhà cũng và tư vấn. Ừ. Ok, sẽ có nhân viên. Mọi người thích cái gì, mọi người muốn cái gì, mọi người làm cái gì, mọi người cứ comment. Cứ comment vô đây. Thì nhân viên nó sẽ của thẩm mỹ viện họ sẽ nhào vô, họ sẽ nói chuyện với mọi người. À. Con bé nó nhìn cũng khóc luôn kìa. Helebati rồi sao? Nhìn cũng khóc. Có gì đâu khóc. Đẹp quá cái gì đâu khóc. Cái xấu. Nhìn ngoài thôi có gì đâu. Ngoài cười nhẹ thôi sao mới cười kiểu. Trời ơi, mọi người ơi, con bé trước khi làm thấy gớm không? Trời ơi, sao ngoài nói thẳng gì? Ủa có gì đâu mà làm, như chụp hình bé bỏng mình chụp. Trời ơi là trời, mọi người nhìn đi. Mà cái mắt của em bị sụp xuống luôn á, bên mắt sụp cơ rồi ha. Sụp luôn. Mà còn bây giờ còn chú mỏ là hiểu không? Tỏ ra mình dễ thương nhưng mà không có dễ thương miếng nào. Bây giờ mới dễ thương nè. Đúng không? Bây giờ nó sẽ dễ thương luôn. Mũi đẹp tự nhiên nha, cái mũi phát triển nó rất là tự nhiên luôn. Rất tự nhiên luôn. Mà có đau không? Bích đau không? Mình làm cả đau. Nó chỉ có hơi khó chịu lúc mà chích tan thôi, còn sau thì các bạn không có cảm giác, chỉ có là hơi bị thốn thốn xíu lúc khi mà mình chích thuốc tê thôi. Trong lúc làm em không có thấy đâu. Đúng rồi, thì chích thuốc tê rồi. Bye bye Quý Lan, đã ok. Chống mũi bao nhiêu? 15, từ 15, 15, 25, 35, 60. Không biết khán giả của nó 15, 25, từ từ lên. Nhiều giá đó. Có nhiều giá lắm mọi người ơi, mắc nhất là 60 triệu mà rẻ nhất là 15 triệu. Đấy. Chống mũi đó, làm mũi tại vì nó có nhiều cái để mà mình mọi người lựa chọn. À, ví dụ mình nhét gỗ vô thì là 2 triệu. Quan trọng là cái sụn đó mọi người. Nhét sắt vô bao nhiêu mà nhét sắt vậy? Ví dụ nhét vô cái này mà nhét vô á. Thì nhưng còn ví dụ là tấu trúc là lấy từ bàn tay nó sẽ mắc. Đó, cho nên là mọi người hiểu không? Nó có nhiều thứ. Cho nên là 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 đó. Đó là cái sụn thì vòng tay nó sẽ tiêu hủy đi phải không ạ? Nó sẽ bị cái đông tay nó sẽ mòn đi đúng không? Không biết đâu. Tôi đâu có biết đâu, cái bác sĩ trả lời. Đẹp luôn, đẹp luôn. Làm đẹp trong đời luôn. Rồi ví dụ em có gì em nói mà người đi hay chứ cái gì mà cái đứng gì cũng cái tổng em làm hết bao nhiêu tiền? Yeah. Chứ em làm là chưa có ngoại giảm giá là làm hết bao nhiêu tiền? Sỉnh sò lắm, muốn em làm hơi đắt. Nhỏ thường muốn khóc luôn ngoại đây đứng đó gần. Không, cái chuyện cái hồi trước em làm hết nhiêu tiền á? Ừ. Nhớ không? 75. À cái mũi 35 mà chưa giảm giá của ngoại đó. Em là 10. Là tổng cộng cái mắt là 10. Cái mũi là 35 là 45. Thì cô bé này làm hết 45 triệu mà khỏi trương qua hồi đi ngu lắm không có gặp ngoại. Không đủ được giảm giá đúng không? Biết vậy, gặp ngoại sớm mà. À đó, trời. Làm xong rồi, cắt chỉ xong luôn rồi. Trời đất ơi, gặp ngoại sớm là được giảm giá 20%, trời ơi là nhiêu? 9 triệu luôn, 10 triệu bạc, trời đất ơi. Cho nên mọi người ơi, comment chia sẻ liền đây đấy. Comment và chia sẻ dùng cho ngoại. Nếu ai, gia đình mình hoặc là bạn bè, đứa nào có ý đi làm đẹp, nhà mua đây được giảm 20%. Đó, ngoại không có lấy tiền phần trăm đâu, mình cho lại mấy đứa luôn. Đó, anh đâu mấy đồng đó. Ngoài 50 tuổi mà đẹp như 30 tuổi. Nguyên nhìn bình luận ngoài. Ừ. Wow. Cho điện thoại đi. Rồi, còn đá nó trả lời nha. Đấy, bây giờ sao? Mình cứ nói gì đi kìa. Rồi, bây giờ là em tới đây em khám rồi bác sĩ nói sao là có phải làm gì nữa không? Có người sửa thì sửa lại nhiều lần á. Dạ không, mũi tự em thấy ổn rồi. Anh nghĩ đẹp á, tự nhiên lúc mà em nó làm mắt mũi á, thì uống cái này nó làm nhanh lắm, nhờ làm nhanh lắm. Đúng rồi. Ủa em có nghĩa là em mua thêm cái này nữa. Làm xong thì mọi người sẽ tư vấn cho em về cái bộ sản phẩm này. Để em uống hả? Uống này rất trong khẩu lưỡi phúc trong khẩu gan này. Stabiton đúng không? Uống xong khi phẫu thuật đẹp da, khổ gan. Thì mỗi ngày sau làm xong cái này có thể uống được luôn, thì mỗi ngày em xuống một lọ này. Một lọ này trước khi ăn buổi sáng. Và buổi sáng à, để cho nó mau lành đó hả? Và tăng sức đề kháng lại khỏe hơn. Và nó phục hồi nhanh đó, đặc biệt uống là da nó. Wow. Bao nhiêu tiền vậy? Combo này. Combo này là 2.1 là giảm giá của anh nữa là 20%. Có giảm hả? Sao giảm hoài vậy? Ủa? Riêng ngày hôm nay, anh Hà nói riêng ngày hôm nay. Chứ sao kìa? Bà chủ mới nhìn. Tên riêng như thế này, từng là 01 để cắt hiểu được cắt luôn mình. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu này để tôi nói trời. Dạ, 2.1 Cái gì vậy trời? Chỗ ngoài làm thì ok rồi, nhưng ví dụ làm da cũng rất cao so với chỗ khác. Nghèo như mình không thể
thể làm rồi. Làm trời làm da có 500 ngàn mà mặt. Trời ơi, trời mấy em ôm luôn. Trời ơi, đi làm có 500 nghìn, đi làm đẹp có 500 nghìn mà mắt nó có lại mấy mẹ, trời ơi. Được giảm 20% nữa, được giảm 20% nữa. Làm môi khử thâm như anh MC thì thời gian làm thì bao lâu? Chưa tới 30 phút, Luna ơi, chưa tới 30 phút. Chứ trời. Thì đó em nói, nhưng mà vấn đề là UT là em cái lúc mà làm thì chưa tới, nhà UT thì 10-15 phút tùy theo cái môi mình. Có nghĩa là khi mà mọi người tới đây, mọi người sẽ được người ta rửa cái mỏ. Xong rồi người ta sẽ chắc là anh nghĩ có tầm 1.5 tiếng đồng hồ. Đúng không? Đúng phải còn nói chuyện mà tính tiền rồi, chứ còn nếu mà bắt đầu mà khử thì chỉ có 20 phút thôi. Nhưng mình đặt cái thuốc tê và mình để ở dưới cái môi thì nó vài chục phút đó, cho nên mình gọi tiêu thôi cho 2 tiếng đồng hồ đi cho nó không thẳng thả. Chính xác là ngoài đó mọi người ngoài rất là giỏi nha, thấy không? Chính xác là như thế đó, thì trả tiền tính toán rồi chứ. Hai tiếng chưa có anh Hà là biết có anh Hà em bữa em làm có anh được giảm 20% rồi. Bởi em làm đúng 6 triệu luôn á. Tóm do anh ở thì phải vậy. Ngu dễ sợ ngu. Có anh Hà được giảm 1.2 triệu rồi, còn có 4.8 triệu thôi. Tóm lại bây giờ cái này nè, uống vào nó sẽ tăng sức đề kháng và nó sẽ làm cho mình khi như mình có đi mổ xẻ thì nó sẽ dễ làm hơn, mong hơn, đúng không? Và bây giờ hai cái này là bổ gan, hai cái này là bổ gan đẹp da. Cái kia cái này phải không? Ngoài xin chị chủ cho uống thử chai gì được, ngoài kiểu ngoài xin đi ngoài ngoài bảo lực viên bao ơi, cái này quyền lực cày không biết mệt, cày cái gì cũng được, cày không biết. Vậy đó hả? Cái này uống cây cũng bền luôn hả? Cây cũng biết mệt. Cái này của Satan, Stella, của Đức. Cái này tất cả mọi thứ đều của Đức không em? Bao nhiêu tiền? Bây giờ mà giảm bao nhiêu nè, nó nói luôn, nó bán dùm cho. Thôi được rồi. Combo này kép tiếng mình làm lại em bữa hộp. Thì nói đi. Mua 2 hộp, 2 triệu mốt. Trời ơi. Trời ơi. Sạch sàn luôn. Là 2 hộp. Mua 2 hộp tặng 1 hộp. 2 triệu mốt 1 hộp hả? 2 triệu 1 hộp là. Quên, xin lỗi. 2 triệu 1 2 hộp. Wow. Tặng 1 hộp. Là 1 triệu 50 rồi đó. Là tặng 1 triệu 50 luôn đó mọi người. Dạ. Như mua 1 tặng 1 luôn rồi đó. Mua 2 tặng 1. 2 hộp là 2 triệu 1 tặng 1 hộp. Trời ơi. Ngoài ơi. Cái này ở ngoài bán ra 2 triệu mấy luôn, mắc lắm. Hai người này kiện ngoài, ngoài rảnh hai người này kiện, hai người này bị mua mắc lắm. Chưa có ngoại. Hồi lúc chưa gặp ngoại, đời con rất đen tối. Từ đây con gặp ngoại, đời con bụng sát tươi. Tóm lại thế này, em đi mua 2 hộp sẽ được tặng, là tí em mua 2 hộp đi em được tặng 1 hộp. Đúng không? Đà Nẵng phải uống mà. Hôm nay gặp ngoại được giảm giá như vậy. Rồi nha. 2 triệu 1. Đề nghị ngoài ghi cái lịch trình gần qua đây, tôi có biết qua con làm đẹp hơn lịch trình của ngoại. Đưa thầy nói là 2 hộp thì đưa 2 hộp. 2 hộp tặng 1 hộp phải không? 2 hộp tặng 1 hộp. 2 hộp tặng 1 hộp. Đấy mọi người không? 2 hộp tặng 1 hộp nha, 2 triệu 1. Ai mua để dân thoại lại. Đây là một cái, nếu mà ai đã từng uống rồi nha, rất là sức khỏe cho người già và trẻ em luôn nha. Đây, đặt trên livestream đi, đặt và tất cả mọi thứ là cũng đúng. Vậy có nghĩa con mua 2 hộp này được tặng 1 hộp là mua 1 tặng 1 rồi. Thì mua 1. Mua 2 mua thêm cái Adidas chứ nữa hả? Được tặng một hộp. Bây giờ em sẽ lấy được tặng cái hộp này. Em mua một cái này nè, combo này là sẽ được tặng thêm một hộp. Đúng rồi, thì cũng tùy theo mà. Tối là 3 hộp đó, còn muốn lấy cái gì nãy. Mua một thùng đi, thùng 6 hộp được, mua là được tặng, mua 4 hộp thành 2 hộp thành thùng đó. Còn này, cái thùng gì, bây giờ 4 luôn cái thứ mà thùng gì. Đó. Em thấy cái này uống tốt thiệt lắm mọi người. Thì nãy em uống rồi, uống thấy ok đúng không? Khỏe lắm. Em đã ôm dùm không? Thôi mình để ngoài đó chị. Cho nên mọi người ơi, để rất là tốt sức khỏe, rất cầm cái để sản xuất tại Đức nha, của Đức nha mọi người. Trời ơi. Cho nên mà ai mua để số điện thoại lại. Còn cái này với ngoại này là gì ngoại? À trời ơi, cái này. Thôi đây nè, thấy cái này đây nè. Trời ơi. Đây có phải em lấy này ngoại. Đúng đặt thân. Đây xuống mấy ký này. Phúc nói xuống mấy ký được không? Xuống mấy ký, xuống được khoảng gần 8 ký. Phúc lượng nhiều lắm luôn. Em uống bữa vậy muốn này quá trời uống. Tôi đã điên rồi, ta là cái gì? Ủa, mày chơi đánh đố tao hả? Không phải, em quên không được giảm giá, vậy em gài em vô để em được giảm giá. Mấy gài ngoại vô, bữa giờ không được giảm giá, con mua là không có được giảm 20% luôn. Trời, thì đây, bây giờ giảm 20% nè, bán nhiêu giảm 20% nè. Nói giờ mày nói đi con chút, mua luôn nè. 400. 400. 500 giảm 20% 500 giờ giảm còn 400. Chơi luôn. Kìa. Còn mua 2 hộp thì giảm nhiêu nữa? Không có giảm nữa. Giảm từng thêm từng hộp thôi. Wow. Ta bán 400 ngàn mà hộp liền rẻ rồi chứ ở ngoài nó bán gần 55 ngàn á. 500 đó, mỗi lần Phúc mua 500 ngàn mọi người, 500.
Đây là thuốc giảm cân nhưng mà người rất tốt cho sức khỏe và có bán tại các cái gì hệ thống thuốc của Hàn Quốc, cả bệnh viện nhà thuốc luôn. Mọi người mua thì luôn luôn là phải gần 500 ngàn, nhưng ở đây gốc luôn, xỉ luôn, hôm nay có ngoại luôn, bán 400 đó. Cho nên mọi người ai mà đã từng uống cái này rồi này và ai muốn giảm cân này thì mua cái này nhá, mua không có giảm cân uống được không biết cũng ok lắm. Anh uống từ tháng 8 tới giờ uống liên tục luôn mà nó xuống, nó ăn nhậu bình thường nha ngoại, con vẫn ăn nhậu vẫn tập gym bình thường, nó ra hết mấy cái chất nhờn là mỡ mà ăn nó không có mập, không có lên cân mà không có bị mệt gì luôn, không có phải ói, không phải đi tiêu chảy, không có gì hết, rất là ok. Đi khám bác sĩ nó rất tốt. Cho nên con cháu ơi, nếu như đứa nào đang mập mà muốn giảm cân thì làm ơn nè, mua cái này về uống rất tốt, chứ không thôi đừng có mua bệnh mua bà mà uống cái đồ giảm cân nó làm bậy là sẽ làm sự yếu sức khỏe với rất là xấu đó nha, hư thận đó. Ở đây nhắn tin cho ngoại thì giao quần áo dừa đúng rồi nhẹ. Ngoại mua sỉ và lẻ LV Louis Vuitton giao tận nhà luôn mọi người, chứ không cần đi ra ngoài store nha, không ra ngoài đồng khởi, không ra store luôn đó, mà uống rất là tốt, uống rất là ok luôn. Ngoại cái kia mày, ngoại xin cho mình uống một chai rồi thử một không? Từ đây uống cái gì đâu? Thì ngoại xin đi mấy người cái ngoại đi quá. Mấy cái này nào? Ngoại là quan hệ rất là rộng với lại cái gì anh thương mọi người. Cầm thủ ngoại đi, phút người cầm một người cầm một. Tại sao anh trẻ đẹp mà kiểu như là càng ngày càng đẹp luôn. Đây mấy cái này đấy. Cái nào mà không đi sim. Đau bao tử uống được chị trà. Tại vì chữa mọi bệnh mà bao tử có rồi. Cái này nó chữa được rồi, bắt bệnh mọi người ơi. Này, uống đi không biết là chị đang hỏi cái nào, chị hỏi cái giảm cân hay là hỏi cái nào mà chị hỏi đau bao tử cũng được không? Là em cũng bị đau bao tử á chị, em hay nhịn năng quay á, bị đau bao tử. Cái này á uống một cặp nói hoài cũng mẹ thì hai người vô hai đẹp quá mà khen nè, trẻ đẹp quá trời không hát còn vậy quá. Đây uống hai chai nha mọi người, cứ một ngày uống hai chai, sáng hai lần, sáng lần tối lần thôi, nhiều tiền có suốt. Nhưng mà bây giờ em đi nhậu em uống được không? Em chuẩn bị đi nhậu uống được. Quá tốt luôn. Hai rượu mà. Hai hộp anh hay là chị Trọng Bùi đó, hai hộp mới giảm được khoảng gần 2 kg, với lại điều kiện là phải tập nữa, em có tập gym nữa, giảm gần 2 kg, hai hộp. Là riêng em á, còn không biết mọi người đây thế. Tập phải nó phải mở 100%. Ngoài đặt gym rồi. Bắt đầu nha. À giảm cân không sao, cái này là thuốc này được bán, được bày bán ở tất cả các hiệu thuốc tây luôn, và đặc biệt là của bác sĩ. Chị Thủy Trà ơi, không có bị đau bao tử mà uống được chị, và hai hộp thì chị giảm chắc được cân hơn một chút. Còn nhớ thì em có tập gym thì em giảm hơn. 60 quan trọng ở đây chị có cái liều 60. Và mọi người này, cái này là cái liều lượng là gì, nó ghi là 60. Mà cái liều lượng 60 là nó rất là an toàn, vừa đủ cho những người dưới 100 cân trở xuống. Còn có phải thuốc tăng cân không ngoại, kìa Ngọc Lan hỏi kìa. À có tăng cân là đây là Stavitong, là thuốc dê ngoại hà đang uống nè. Nó có tăng sức đề kháng này, ăn uống cho ngon mồm ngon miệng này, nên cái này nó đẹp da nữa này, đủ mọi thứ trơn á. Cái Stavitong nó chua chua, nó giống như có vitamin C. Còn cái arginine là nó mùi giống như thảo dược các mọi người, nó thơm thơm mùi kẹo cốm. Kẹo cốm. Cho nên cái thuốc giảm cân này rất là tốt khi mà mọi người uống vào á, và khi mọi người khi mà đi ngoài á thì nó sẽ thải mỡ luôn, mọi người sẽ thấy có cái hiện tượng là khi mình đi cầu mình sẽ thấy cái phân nó có váng, có nghĩa là nó giống y như là mình đi thấy cái nồi nước lèo vậy đó. Ừ nó váng vậy đó. Mỡ nội tiết bên trong nó là khó, nó sẽ thải độc tố và thải mỡ trong cái nội tiết của mình đó. Tại vì mỡ đó em có uống, em đi khám sức khỏe ở Victoria phòng khám thì em hỏi bác sĩ thử cái phân luôn, cái bác sĩ đó cái này là mỡ. Nó sẽ test, tại vì em trả tiền khám cái đó, cái này là mỡ chất nhầy, mình ăn vô ra là đúng là mỡ luôn. Gan hết nhiễm mỡ, máu hết nhiễm mỡ, nội tạng không nhiễm mỡ. Cái gan này là em cũng bị nè, bị đóng trong gan, uống là nó giảm nước xuống rất là tốt. Cho nên mọi người nè, giảm cân rất là ok, đây là giảm cân an toàn nhất, nên mọi người nếu mà giảm cân thì mọi người nên mua cái này nha, chứ đừng có mua trà giảm cân rồi mấy cái gì mà đang có trên thị trường á, chạy đi quá chị đi mệt rồi không có, nghĩa là không có được đâu, chết. Cái này là mỗi cái cấp, còn mấy kia có 2 cấp á. Còn cái này nè rất là tốt nha, uống nói gì nói cho khách dùng tôi đi, trời ơi. Thì thuốc uống là hai hộp đầu á là ăn uống bình thường, xong sau đó là cắt ra một tuần, hai tuần uống hộp thứ ba, xong cứ đó cứ cắt đều chi giờ tới giờ, từ tháng
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 tháng rồi. Phúc xuống được gần 8 kg. Ở đây có chị Thèo không ngoài ơi? Thèo gì? Đây này đang vô hỏi như nè, anh Hà tư vấn bị sẹo rổ nè mọi người. Bị sẹo rổ, sẹo tới nè, ok luôn, chỉnh lại hết. Có nghĩa là thẩm mỹ viên ở đây là thẩm mỹ viên chứ không phải là xì ba cho nên là người có nghĩa là cái gì cũng chả, cái chứ đặc biệt nó có cả là cái khâu tầng sinh lý. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là đẹp đó, như là sinh xong là không có đẹp thì làm là đẹp. Tư vấn gói căng da nâng cơ xóa nhanh con quỷ đèn làm sao con xấu vậy con. Trời đất ơi, giá bao nhiêu thì có ngoại nha, phải giá của anh mới được. Thì giảm 20% đó, tất cả các combo luôn đó. Ngày hôm nay ha, ngày mai trở lại bình thường sao? Đây, ngoại đứng đó tư vấn gói làm căng da nâng cơ và nám xóa nhanh thâm. Trời ơi, con ơi sao mà con xấu vậy con ơi. Con làm cái gì mà con làm nguyên mặt cho con chặt bà cái đầu đi con ơi, giá bao nhiêu quy ngoại. Con ngoại dễ thương hơn. Nửa kia ngoại, nửa kia. Làm da bên mình mụn dưới da bao nhiêu ạ ngoại? 500 triệu có 500 mà. Cái này giá mới là có 500. Xóa nhanh nâng cơ nè, mặt sệ mặt rồi mặt con nè. Mắt mũi rồi. Ở đây là thẩm mỹ viện không, tôi không cần biết. Dạ thưa bà làm thẩm mỹ viện thì khách nó vô nó muốn làm cái gì là làm hết, tại vì thẩm mỹ viện mà. Đúng rồi, thẩm mỹ viện là có gì, có giấy phép đàng hoàng và có bác sĩ đàng hoàng, mọi người hiểu không? Cắt mí trên mí dưới giá bao nhiêu ngoại ơi? Từ 8 nãy nó coi hôm nãy tới rồi 8 triệu là rẻ. Không, chắc mấy anh chị thì mới vào sau á, tôi chưa biết là nhiều khi mới vào em thấy cái tên lạ, tên mới nè. Đại gia đình con đi làm mà. À nguyên cả nhà con đi làm nữa đó hả? Rồi. Rồi. Giảm kịch sàn. Bây giờ nè. Bây giờ không có cái bảng giá thì tức ghê. Bây giờ kia cắt mắt. Cắt mắt thì từ 8 triệu đến 15 triệu. Muối. Tại sao là 8 triệu đến 15 triệu? Con trẻ da nó ít. Đúng. Cắt nó khi mà phẫu thuật đơn giản thì họ chỉ lấy 8 triệu thôi. Còn bây giờ mình già rồi, cái kiểu như ngoại kéo 80 lần nó chưa căng. Cắt 80 lần mà lấy da mỡ trên chưa hết thì là phải 15 triệu. Bây giờ giảm hôm nay thì được giảm 20%. Đó, đó là cắt mắt. Rồi, còn cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi thì rẻ nhất là 15 triệu. Mắc nhất là 60 triệu. Mà tại sao nó mắc và nó có một cái giá mà trên trời và dưới đất như vậy? Bởi vì 15 triệu thì người ta nhét cái gì vô ai mà biết được. Tiền nào của đó. Tiền nào của đấy. Còn cái mà 60 triệu thì người ta cắt lỗ tai đúng không? Sụn, người gọi là lấy cái gì ở cái lỗ tai này xong rồi cắt bỏ lên luôn, bỏ vô cái tai làm gỏi ngâm giấm lên gì xong rồi teo người ta mới bỏ vào trong mũi, người ta gọi là cái S-line hay là gì, gọi là gì, cấu trúc à, có thể gọi là nó mũi cấu trúc, thứ biết sao biết đó. Nói anh không, anh chỉ làm da thôi mà anh biết rất nhiều thứ. Trời anh ơi, da em không trắng như anh và em nên làm môi màu gì bây giờ? Môi tâm ở đây tư vấn thì làm tự nhiên cho. Có đội ngũ kỹ thuật viên làm bữa đó, bạn đó là tên gì chị? Bạn các bạn làm cho em tên gì? Các bạn mà làm môi cho em á. Mẫn nha, gặp bạn Mẫn nha mọi người. Mẫn đâu rồi? Mẫn nha, tư vấn thêm về môi, các bạn đang hỏi về môi nè. Mà có ngoại ở đây yên tâm là được giảm kịch sàn luôn đó mọi người. Ngoại đi rồi vẫn được giảm 20%. Đi ra làm môi cái clip này. Đã lưu lại cái clip này nha mọi người, lưu lại để mà lấy làm bằng chứng. Do. Lấy làm bằng chứng. Đây, Mẫn vẫn dùng nói bạn làm môi đi, ví dụ như môi mà không da trắng nha thì môi làm màu gì thì ok. Tuổi thâm môi á. Tuổi thâm môi thường da trắng thì em sẽ lựa những cái màu tông rất là tự nhiên, hợp với cái màu da của mình là màu hồng cam mà tự nhiên nhất. Còn ai mà em ví dụ bằng môi mà của ngoại mà làm thì màu gì? Dạ, là màu hồng cam. Trời ơi. Đúng rồi, tôi cam rồi, hồng môi. Không, thôi đừng cắt con. Ý là cái cam ở đây là cái cam chủ yếu là khử thâm môi. À. Nó là cái màu chuẩn môi, rồi sau đó anh sẽ đi cái màu hồng baby rất là nhẹ. À, bây giờ anh có cắt sâu được luôn á, là dạ, tự nhiên rồi, luôn. Dạ, wow, rồi. Vậy đó. Cứ nói hồng cam là sợ. Em là tự nhiên, anh không có đánh ngôi sao, sư phải đánh, tại thâm quá. Có anh không có làm. Chứ bây giờ làm. Không hút thuốc mà không bị thâm á, cơ địa. Dạ, xin thưa hút nửa điếu vết. Da như em bé, da ngoại như em bé luôn mọi người, tay chân là mịn màng mà cổ không nhăn, cổ Phúc còn nhăn nheo đầy luôn. Đấy. Ghê thiệt. Uống mới có hết mấy thùng chứ. Có mấy thùng. Tao giả vờ tao không uống để cho mày nói chứ. Trời ơi, em đã uống mấy thùng giờ. Trời ơi. Combo 2 triệu mốt được tặng thêm một hộp. Sabitong đó mọi người. Mà cái này Sabitong là mắc lắm nha mọi người, bán là ở trên mấy cái nhà thuốc á. Là thêm mấy nha, 1 triệu mấy, 1,5 triệu một hộp nha. Còn hôm nay ở đây ta bán có 1 triệu. Ở ngoài Hà Nội mua 2 hộp, mua 2 hộp tặng 1 hộp mà có 2 triệu mốt là 2 hộp. Ở ngoài Hà Nội mới bán 1,8 triệu. Có cái này 1 triệu. 1 triệu 8 luôn hả? 1,8 triệu.
tại vì nó là không có hàng rồi gì vậy, mà ngoài đó như chưa có đại lý luôn vậy. Đúng rồi, tôi chưa mở đại lý, hai cái nhu cầu làm đại lý. Anh có ai đại lý đó, anh nói làm Hà Nội á, đại lý làm đại lý mà giá chưa có em phải đăng lên nữa, chưa đăng kìa. Ghi địa chỉ vô đi chị Thư ơi, mọi người đang nói chị cho địa chỉ đi kìa. Mày ơi, ok, có cái ghi kìa, 373 đường Trần Hưng Đạo, người chia sẻ đó, tôi đánh Thư là bà chủ đó. Mày báo giá tiếp đi để con biết giá, con còn rủ anh em đi làm. À, tiếp tục là cái gì? Ủa, mày hỏi ra cái gì? Tới anh mới tới mũi à? Rồi, từ mắt xuống mũi rồi môi cầm gì đó, rồi ngực, rồi gì đâu? À, ngực. Khoan, tới cái môi hồi nãy nó là nhiều cái môi. Môi là bao nhiêu mẫn? Ủa, môi khử sâm môi. À. Khử sâm môi. Thì khử sâm môi là có giá là 3 triệu đến 6 triệu. Ủa sao bữa em làm tới 6 triệu luôn? Tại vì cái miệng của em nó thâm quá. Mà đưa cái hình là ôi, đừng có làm nhục anh nữa. Tới ngoài mấy bên chị Tư ngoài, mà đừng có làm nhục con người. Đâu, đợi, tại sao người ta rẻ ngoài mà có làm chỉ lấy nhận có 500 thôi. Tại vì cái miệng của ngoại quá đẹp. Còn cái miệng của em quá xấu. Nhưng mà bây giờ hết khóc rồi, giờ không rồi. Ngoài, ngoài nấu một cái. Đâu có. Muốn gì kiếm gì. Đâu có. Cái hình ngày xưa của em, hình mình chưa trước khi đi thăm. Ngoài đang em gần nhà con kìa. Ủa vậy quá đi chơi, em quá ơi. Đi chơi. Quá đi chơi. Làm đẹp. Con trai đi làm môi hồng nó đẹp lắm đây. Cái mà môi thuốc giờ vô tư cho mọi người. Mọi người nhìn cái môi nó đi. Thấy ngớm nào. Hơi thâm một chút bà ngoại, con chỉ thâm một tí thôi. Thâm cái gì, nhìn thâm xì cứ như là giải chó. Trời ơi. Không, môi, không lai nữa. Thế à, không phải làm nhục đi. Thế phải làm nhục. Để mọi người nhìn đi, 6 triệu là đúng rồi, tao là đến 12 triệu. Ôi, nhưng mà bây giờ là uống rượu rồi này kia là tưng bừng luôn. Tại con thích uống rượu vang á, thăm rồi ăn nước tương, ăn này kia đó, rồi môi đường hồng hồng. Đó, cho nên mọi người đó, không phải đánh son. Giá thì sẽ chỉ từ 3 triệu đến 6 triệu thôi là khử thờ, khử đẹp thăm môi đời. Mà chuyện đẹp trọn đời. Mọi người tin đi, ở đây người ta làm hay ở cái chỗ là khi chết. Cái gì mất thì mất, cái môi còn nguyên. Trời bà làm quá. Phấn hồng quá. Không như con sợ là cái mốt già đó hết hồng không ta? Hồng ngoài đó. Kỳ lắm ha. Cái mặt nhăn nhúm mà cái môi đỏ lòm. Nhăn nhúm nhăn nheo, đồi mồi lên một môi đỏ tươi kiểu. Chết. Rồi tiếp phải tới cầm. Tha môi, ôi giá cầm. Rồi ngực. Rồi cái đấy nhiều lắm. Trời ơi, thật nói với mọi người ơi. Cái những cái mà mấy cái tiểu tiết nhỏ nhỏ thế này nó ngoài làm cầm này đúng không, ngoài đụng gì đó đúng không, mày điên không có chứ sao ngoài nó làm gì đó vi lai đó tao chích. Trời ơi chích thôi à, chứ mày đụng cầm mày cầm thì tự nhiên người đẹp của em ngoài đạo diễn Minh Phượng vợ của em đó mày gì không mày giả rồi đó Hà Vũ, Sa Vũ, Sa Vũ kìa, mà xã phúc là mọi người diễn viên Quỳnh Phượng. Trốn chồng đi làm đẹp rồi sao bị chồng phát hiện ta? Thì chồng vô đây chồng làm đẹp thì gặp ngoài Hà, Hà đang tư vấn. Rồi đi làm gì vậy? Em làm đẹp, chỗ 30 năm mẹ đi làm ăn đây đó. Trời ơi, ngoài em. Nhưng mà nói nghe nè, anh đi qua đây làm cái gì á? Đúng rồi, đúng. Em đúng anh, em mới làm gì xong. Cái mặt anh nó chạy chân nè. Ngoại kỳ quá ta. Ngoài nó giờ phải cà khịa nha, từ chồng nó tới giờ. Nói nghe nè, nó chậm rồi thôi. Nhưng mà nó tự nhìn lắm, anh không biết anh đã từng làm gì trong cái mặt em, anh không biết luôn. Báo lại phim của mặt anh có sửa hay có làm gì không? Dạ chưa, em chưa làm gì cả. Nguyên cái gì nét tự nhiên luôn. Dạ. Thì mày vô đây mày làm cái gì hả? Không biết. Trời đất ơi. Có vừa. Em đã từ đầu đến chân mà em chưa sửa gì. Là đó anh biết em làm gì. Ở đây có cái chương làm gì vậy? Diệt Lâm hay gì? Để tăng tự nói nha. Em làm body chăm sóc da mặt. Trẻ hóa thôi. À giống ngoài cần dạ. Trẻ hóa thôi là body. Em làm trẻ hóa da với lại là em làm cái nọc cầm. Tan mỡ nọc ở dưới này nè. Đánh mà trả tiền chưa bây giờ có nè, đừng giảm giá. Ừ, giảm 20% hết khoan. Giảm 20% hết kêu tiền đã. Chết. Chết rồi lại. Nhưng mà tại vì sao mà phải xong rồi tới bắt trả tiền chứ, bắt gì trả tiền trước kỳ vậy? Trả tiền trước, thả một giá xong mới lên lại. Trời ơi, mà hãy đi được giảm. Dạ mọi người nhập đi, không bây giờ 20% để dành, mai mốt mình vô trừ lại. Em không biết anh tập tới lúc nào đâu mà em chờ. Thì anh đi ngang qua đây nè, đưa nhà bà nắm gần đây vô anh chơi. Rồi anh cũng vô nên anh tập giá. Giảm 500 ngàn mà giảm 20% là được mua về. Cũng ngốn anh nhờ uống cho cô Tát á.
Được mọi người, ơi, cứ muốn mà làm á Nuna thì em cứ inbox đi rồi em sẽ nói chuyện với tôn nữ An Thư, cái người mà chủ cái spa này đó, thì người ta sẽ ớt chủ cái thẩm mỹ viện này á, thì người ta sẽ nói chuyện mà ngày mai đến cũng được. Quan trọng là cứ share cái livestream của ngoại. Mình nhắm nói chuyện với khách đi cùng ngoại chửi. Trời ơi, khán giả ngoại chào đi. Dạ. Diễn viên đó mọi người. Em chào. Trời ơi, ủa đạo diễn luôn đó hả? Dạ. Ủa gì mà đạo diễn cái gì rồi? Dạ, em đạo diễn kịch sân khấu. Vậy đó hả? Sân khấu. Dạ. Dạ. Chị nói chị gì nhắm mắt chị gì? Dạ, bên 5B thì gần đây em có tham gia. Rồi, với ngoại xưa, đi coi. Ngày xưa là em đi diễn, em gặp ngoại hàng đêm luôn. Hồi xưa diễn tóc này em Tiết Cương đó ngoại. Dạ, Tiết Cương đó, anh chàng đa tình, chàng trung tình đó. Vậy là em là bồ thằng Tiết Cương chứ gì? Một mũi tên đâm chết hai cô nhà. Ngoại nói đúng, em nghi rồi. Ông này bé thua, còn ông Cương bây giờ vẫn ế. Em nói trên sóng luôn. Em nghi rồi, xem thấy đi chung nha, nghi mà hỏi bồ. Nó chối, nó không có bồ. Là rồi sao? Em mua em lấy nó, bây giờ lòi ra ngoài đó, ngoài thấy hồi đứa là anh Cương là bồ anh Cương. Hai thầy mình lấy nhau thiệt nữa hả? Thiệt thôi, hai đứa con là rồi. Hồi xưa em đi diễn anh Cương á. Trên mẹ ôi thầy, thiệt đó hả? Tôi làm biết đâu đó trời. Bây giờ em biết sao nè, hồi xưa lúc em đi diễn ông Cương á, là ông này đi theo chở em chỉ là tài xế thôi. Xe ôm thôi. Xưa chưa biết xe hơi, xe máy, cái gì là xe ôm. Không có được là em si luôn. À đúng rồi. Xe tua lắm anh, nói chung là nhờ em cứu vớt đó anh. Không phải. Có nghĩa là em bị thành Tiết Cương nó bỏ tội. Trời ơi, em bị bỏ người ta bỏ. Yeah. Mọi người thích quay đường. Còn thằng này ở nó là xe ôm đi, nó hốt rồi em quá. Thấy nó hốt rác, em giống như mình rác luôn không? Trời ơi, chứ đâu mình em cao sang như đọt cây mà kia là đeo của thang em mới phải. Em bị người ta bất từ như đọt cây xuống. Trời. I love you ngoại. Ngoại muốn năm. Ngoại muốn năm. Yeah. Một cú twist bất ngờ. Lập. Lập viên con tăng mấy chục người ngoài còn hơn bố già thì cái già luôn chứ tên mày hỏi viên con là ngày xưa đẹp lắm nha mọi người, bây giờ anh không nhận ra luôn á. Dạ, hồi xưa mà lúc này quen với thằng Tiết Cương thì nhìn nó cũng biết xanh sắc đẹp mà sao nó bỏ vậy. Cương nhào vô nói giùm em tí. Cương mai Ngọc Cương đề nghị Facebook Mai Ngọc Cương nhào vô. Ủa Tiết Cương ngày xưa làm sao lại chứ? Đúng rồi á, bộ dạ. Anh nhiều lắm á. Bữa uống này mấy hộp rồi. Dạ uống nhiều rồi chị. Em uống riết bây giờ em thành nhà phân phối luôn rồi á chị. Ôi dồi. Có hàng nào còn 400 mà. Bữa mình mua 500 bây giờ anh có 400 mà. Kìa. Có 400 mà mua được rẻ kìa. Một cái thẩm mỹ viên mà giống như là mấy cái sinh viên vậy trời. Cái quỷ cũng bán. Mấy đứa khóa cửa nhốt anh Hà là trong trên này về cho mấy đứa. Cắt mỗi cái tim thống mũi em, tim giống em collagen là không phẫu thuật quá rẻ. Có tim mọi người ơi. Tim mũi, tim rảnh máy, tim hết. Vì đây là thẩm mỹ viện, mọi người biết làm sao không? Cho nên tất cả mọi cái ví dụ mà tim đó là một cái phẫu thuật rất là nhẹ nhàng luôn, dễ làm lắm luôn. Có MC khoái chí khi ngoài nói xấu vợ. Nhưng mà ai cũng thích nói xấu, tôi muốn đẹp sao? 10 thằng chồng đều thích người khác nói xấu vợ mình trước mặt mình. Bởi vì cuộc đời nó rất là muốn nói xấu nhưng sợ con vợ nó tối nó cho ngủ ngoài phòng khách. Nó không cho tiền. Nó không cho tiền à, nó kiếm chuyện thì nó sẽ mượn đao giết người. Ném đá giấu tay đó. Mượn ngoài. Qua cầu hút tạc. Mà đây mà được nói trước. Đây em đi nói luôn. Đôi mọi người nói. Ngoài Dũng Hà vô địch. Ngoài Dũng Hà muốn năm. Vốt cho ngoài Dũng Hà 10 sao. Ê, có gì nói với người ta đi kìa. Dạ. Làm đẹp xong thấy sao? Mọi người ơi, mọi người tới đây làm đẹp đi. Tại vì đã, thật ra anh Hà rí ra là anh nhận ra em á. Mà em làm đẹp ở đây rí cả không nhận ra em. Gì quá, nó mặn quá anh ơi. Nó đẹp quá. Cái gì là gầy quá, sao gầy quá hả? Ừ. Dạ. Mấy uống mà em uống Olistat mỗi ngày. Còn cái thuốc giảm cân này thì là mới uống đây thôi. Tại vì Cái đó là cái đó. Ôi hai đứa rồi đó. Vậy đó. Dán nhìn ra 18 giảm cân. Cho mừng tay chúng tôi. Alo alo. À là đại diện cho đài truyền hình. À cũng như là phòng thấy chữ trắng. Dạ, sau khi ra cuộc phỏng vấn này lên thì có không biết ở đâu cháy, thì nhà em cháy rồi đó mọi người. Cháy lên đi, ở trên cao nguyên. Đẻ hai đứa rồi mà còn nhà bưng dễ lên, kéo ra được rồi đó. Dạ. Chà. Đẹp lắm không? Đúng đẹp lắm. Đẹp ghê. Dạ, người em là cách đây 12 năm.
là em được 45 kg. Thế nó nhắc tại ngoại bây giờ em đẻ hai đứa xong em vẫn 50 kg. 42 kg. 45 kg. À 45. 12 năm sau đẻ hai đứa rồi vẫn 50 kg. Vậy nên biết 5 kg thì anh lại ở đâu không? 5 kg là trong cái da thừa đó anh. Không. Chứ em không hề có mỡ. Không. Nó nhảy ra 2 cái vú. Đi gì nữa thì cho con em nó bú sữa. Đi đâu mà đẩy vô đâu? Cháy to con em ơi. Ngoại duyên cực luôn. Trời ơi mọi người ấy, nhưng mọi người có vẻ thích thú khi nhà em bị đốt quá. Mọi người dễ thương đó nha. Cái là ta đang livestream trên fanpage của ba, Dũng Hà. Ba cú rồi, cú đầu tiên xuống mà không nhận ra. Cú thứ hai, ủa mày bồi tiết cương hả? Cú thứ ba, ý hai đứa bay vợ chồng thiệt hả? Rồi xong. Buồn không? Ai biết đâu, trời cuộc đời bây giờ mà hai cuộc đời bay một đại biểu đi xong hai đứa đều là diễn viên. Dạ. Nên phải đóng kịch cái cuộc đời được cuộc sân khấu được cuộc đời phải đóng luôn đó mày. Cứ hỏi thẳng vậy đó. Thôi mọi người ơi, tính ra là em với lại ngoại Vũ Hà là cùng thời luôn á. Cái gì vậy? Mà nhà luôn hả? Hồi xưa em đi diễn hài, lúc đó em mới vô trường em đi diễn. 20 tuổi rồi. Là lúc đó anh với anh Hương còn đi hát song ca luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Mày năm nay nhiêu, 4 mấy rồi hả? 40. Ôi con bé này trời ơi mọi người, 41 tuổi này trời ơi, mày lớn hơn 13. Trời đang livestream. Em livestream quên. Em bằng tuổi anh, em bằng tuổi anh. Ủa sao bằng được? Hay mình bằng tuổi nhá. Với bà nội bạn lớn hơn tôi 10 tuổi lận á. Tôi là lớn hơn hơn 27 nha bà nội. 27 à. Mà em 37. Mà chứ mấy chồng còn nhăn nheo cổ là ngoại là không thấy một nếp nhăn mà luôn. Dạ mang luôn á. MC kia làm cái gì chưa mà đứng cười hoài kìa. Chưa có được giảm giá, chưa chốt giá, không có làm. Bây giờ không có ngu đưa tiền sau, không có đưa tiền trước thì giờ mất ngu quá. Bây giờ không được giảm nè. Bây giờ tôi lo tôi live stream xong án rồi. Ờ, thì ốc là chim vô làm. Rồi làm việc. Ờ, là chim vô làm. Em thật ra là em tự nhiên chứ còn chồng em là sữa băng hết rồi nha mọi người. Sữa cái gì đâu? Sữa băng rồi đó anh. Không. Không, khai. Thì em khai nè, khai đi. Chồng. Em không, chồng em không có làm gì cả. Chồng em chỉ có nhấn nhẹ cái mũi. Có nghĩa chưa là nhấn mũi chưa. Vậy là chồng theo mà cái văn phong của những người nhà quê ấy, là chồng em đã móc mỡ mắt. Đấy. Mà cái tên mà ở dạ. Trong người ta hay gọi là nhấn mí vi điểm. Nhấn mí vi điểm đấy. Cái tên khoa học dạ. Nghe dạ. Nó rất là gợi cảm lắm. Dạ. Nhấn mí vi điểm. Còn cái kiểu mà nhà quê giống như móc mà móc mỡ mắt, là móc mỡ mắt dục. Không nhưng mà ổng là người ta là nhấn ở trên và ổng làm ở dưới. À đấy cái móc cái ghê. Tức là cái quần á. Túi mỡ mắt. Túi mỡ mắt. Dạ anh lấy cái túi mỡ mắt. Mắt. À, túi mỡ mắt. À, túi... Nói anh sửa mắt thì hơi quá tội nghiệp. Anh làm túi mỡ mắt. Được cái gì nữa? Chỉ cái mỏ. Em nhấn nhẹ cái mũi. À có bên là có thu cắn mũi. Thu cắn mũi. Có nghĩa là có giọt và đập phá một ít hai cái lỗ cống hai bên trùng tu lỗ cống đấy là hai cái lỗ cống dạ. Người ngoài tao nói là bực cười dạ. Thì dân dã nói cho mọi người dễ hiểu dạ. Chất phát là có thu gọn lỗ cống sửa gì hết ngoại con có sửa thầy ngoại con không có làm cái gì hết không làm gì cả không làm gì tự nhiên tô vẽ nhẹ cái môi đấy. À. Còn cái môi là thâm khử dạ. Thâm khử thâm môi dạ ngoài ra không còn làm gì hết á chỉ có làm sơ nguyên hàm răng thôi. Rồi răng già luôn hả? Làm ở bụng bên đây. Dán sứ veneer. Dạ. Chồng em đại diện cho cái gì bồn cầu thì cái gì thanh thanh. Cái gì sứ? Gốm sứ. Gốm sứ men sứ bồn cầu. Sao mà em nó lava bồn rồi men lava bồn cầu. Lava bồn. Bồn cầu cái. Cười vẻ bồn ngoại kìa. Trùng tôi không cầu. Ngoại mà nên dùng từ xa xưa không ạ? Thì bây giờ ra ngoài là người mà gọi là dân dã nhập quê là cái bình thường có dạ. Sao mới vậy đấy. Dạ, ngoài ra thì body thỉnh thoảng là một tuần đôi ba lần đến đánh tay mở bụng và uống Oditop mỗi ngày. À. Đánh tay mở bụng kêu là gì ngoại? Đánh tay mở bụng có nghĩa là đi vô đi vật lộn với nhân viên. Có vô vật lộn với nhân viên massage. Đấy. Nghe quá. Người đó bụng với ngoại này. Vậy mới vui. Dạ đúng rồi, chồng em tự nhiên lắm, không có sửa gì đâu mọi người. Chả làm gì cả. Không làm gì đó. Thì bây giờ mình sẽ quay lại ngược thời gian. Quay ngược lại cái thời gian là tóm lại là thế này. Ngày xưa cô bé này là một người diễn viên và là người yêu cũ của Đức Cương. Dạ, Facebook là Mai Ngọc Cương á ngoại. Dạ. Ngoại đồ. Facebook của Mai Ngọc Cương. Nghệ danh là Tiết Cương. Mà
Ê, nó phải xấu kỳ ha. Trang nghe thấy từ ngày xưa rất là nổi tiếng và đẹp trai nha, đóng toàn vai chính như đóng phim và toàn đóng vai đều nha, mà thật sự không ngoài đời nó được. Tự sát gái. Gái nó mê nó đi đổ câu vào này trong đây. Mê lắm luôn. Nội mà cái tiền mà đi thuê khách sạn không thôi, nó mua được mấy căn nhà. Mỗi tối là chở một cô mới. Cứ một tối là chở một con là đi thuê khách sạn. Cái tiền khách sạn nếu mà nó không đi thuê mà ba mấy chục năm nay thì nó mua 8 căn nhà rồi. Mình nói xấu luôn anh. Cương ơi vô coi đi Cương. À, cho nên thằng bé này ngày xưa là giống như đi xe. Xe ôm á. Ngày xưa luôn. Người ta gọi là xe ôm, người ta gọi là công nghệ. Xe công nghệ. Nè con bé này đặt cọc có nghĩa là giống như một tháng thôi, anh lên chở cho em cho anh mấy trăm nghìn. Rồi tụi bé hồi thằng này mới lớn cái kiểu mà nhà quê mới lên. Có ở nhà quê không? Có nhà quê thật mọi người, nó ở nhà quê núi lên thiệt. Rồi chở con bé này để kiếm tiền, thêm tiền để đóng tiền học phí. Đúng không? Đúng. Ai ngờ đâu con bé này bị thằng Cương nó bỏ. Mình nhắc là mỗi tối nó diễn xong nó cho con một tô mì hủ tiếu nữa. Đó. Nghe tôi giỡn thôi nghe ông già. Đó, xong rồi hoặc là con này mê thằng Cương mà thằng Cương không có chịu. Yeah. Đúng không? Nên sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một câu chuyện thật là thương tâm. Để thương tâm một đứa con gái mặt trời mặt ra. Mà tao nói mê trai mà trai không chịu. Hoặc là còn bị nó bỏ điều nhục như nhau. Có lẽ là đường nào mày cũng nhục, đúng không? Dạ. Nhưng nhờ kiếp trước có tu 9 đường. Chứ 10 đường mà thằng mày đã bị thằng kia chết, giết mày chết lâu rồi. Kìa đang tối với Tiết Cương kìa, ngoài đấy mày kéo xuống đi đây. Đang tối với Tiết Cương á, chưa mới đấy. Đó. Con ghét chú Tiết Cương kỳ, gặp con tật mà gặp con tiện nét con vậy, hỏi câu ghét kinh khủng luôn. Mày giả cái gì vậy con điên ơi, tao không hiểu luôn á. Mày ghét ai kệ mày đi, đưa đây mày ghét ai trời. Tao đọc cái gì vậy. Cái con gặp con tật, con điện con gặp con tiện con nét, trời ơi tao mệt, tao đọc tao không hiểu gì cả. Ở đây người ta làm đẹp chứ mày nói xấu người ta. Cái gì cho con ăn. Hỏi nhỏ một câu nhé, em chồng em có thích ăn bưởi em không? Con điên. Mặt ơi mày điên lắm mặt ơi. Bưởi ấy càng to, nước càng nhiều, thiên hạ càng thích. Đúng rồi. Mà thiên hạ là ai? Là tất cả mọi người sống trên đời này. Nhưng con cực yêu ngoại đó. Ừ, thì mình đúng rồi, mình phải yêu tao chứ mình phải yêu người ngoài. Ngoại mà. Câu chuyện đã đi rất xa và giờ chúng tôi đang chưa biết quay lại. Quay lại mà nếu mà muốn đẹp như con bé này rồi đó. Thì mọi người giảm cân và cái gì nó cần giảm nó giảm, nhưng hai cái quả kia nó vẫn còn nguyên. Nó chỉ giảm mỡ thừa thôi. Chắc là mỡ thừa nha. Dạ. Mình sẽ chốt lại nha mọi người. Giá cái này là chỉ có 400.000 thôi, giảm nha, 500 giảm 400. Ai mua inbox để xin thoại lại. Còn cái này mua hai hộp là 2.1 triệu, dạ tặng một hộp đó, có nghĩa là 1.50.000, 1.500.000, 1.50.000 chứ, 1.50.000 một hộp, mua 2 hộp là 1.1 triệu, 2.1 triệu tặng một hộp, có mua hộp ra thì 1 triệu này không được tặng, kiểu gì đi rối rối cái chỗ này cái gì Lê Hoa Lê Hoa ơi. Trời. Gia đình đang rối ren mọi người. Bà ngoại hài quá. Thôi con không làm đẹp đấy. Ok, đi tao nói luôn đi, bổ gan nó hay ngọt hay ngọt. Đó, có nghĩa là loại này bổ gan nha mọi người. Cái gì ninh ninh? Arginine, cái này là thuốc bổ gan. Ai mà bị gan, cái gan của mình mỡ, gan men gan cao, mà gan nhiễm mỡ. Cái này là ông mẹ hay uống lắm nè ngoại. Chồng con hay đi nhậu lắm, mỗi lần đi nhậu cái lén vô uống ực một chai là con biết sắp uống nhậu rồi đấy. Mới sinh ngày uống chùa một free một chai là tính tiền, tính tiền bây giờ. Là tối là ông nhậu đấy, ông uống là tối nhậu đấy. Để còn sinh uống cái tập. Chính thức uống chai đúng không? Ngoại con uống thoải mái. Của chồng công vợ, của ngại công con. Của một đồng công một nén. Công đâu nén đấy, uống đi. Cái này biết là sao mọi người, ai mà hay nhậu nhẹt á, cứ uống cái này vào sáng ngủ dậy ngon lắm nè. Đó, nó lọc gan, nó không có mệt, nó lọc luôn. Rất tốt cho sức khỏe nha mọi người. À, gan nhiễm mỡ này, lọc gan này, cái này của Đức luôn. Gì ta đan, cái gì đan? Stella. Hồi xưa nó là Standard, giờ nó là Stella. À vậy đó hả? Rồi, của Đức nha mọi người. Cũng uống sáng rồi. Cũng là 1.50.000, mua 2 hộp tặng 1 hộp. Đó. Đây. Có bán tất cả mọi thứ trên toàn thế giới. Ngọt và dễ uống lắm nha mọi người.
giống như uống mật ong, siro mật ong vậy. Trời, có mấy người giờ mới vô đang hello ngoại. Hello, hello, hello mọi người mới vô nha. Giờ đi uống đông quá chừng kìa. Rồi. Và bây giờ mình xin nhắc lại nha, đã từ cái tiệm thẩm mỹ viện này hôm nay nó tự nhiên nó bị cái gì ấy. Giảm 20%. Khi mà bạc hoa viên nữa. Ờ, bởi vì bạc hoa viên. Đây, bây giờ mình sẽ trở về bạc hoa viên. Bạc trà viên. Bạc trà viên. Bây giờ mình về đây lại. Để anh về cho cũ đi. Để đi cũ ra. Rất nè. Kế nằm ngoài. Và để kết thúc cái live stream này. Khi bạc hoa, bạc trà viên nở hoa màu đỏ thì thẩm mỹ viện chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ôi, khi hoa nở màu đỏ ngoại sẽ được lấy chồng. Tao không lấy chồng, thẩm mỹ viện này giảm giá 20%. Bye bye mọi người nha. 33 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thẩm mỹ viện Anh Hưng. Bye bye.